Xin chào quý vị và các bạn. Sau một ngày có mưa rải rác thì đến hôm nay mùng 6 tháng 5, Bắc Bộ sẽ giảm mưa và trời có nắng trở lại. Nhiệt độ theo đó cũng tăng dần, cao nhất trưa chiều phổ biến ở mức 29 đến 32 độ. Dự báo đến cuối tuần, nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng trong tuần tới tại các tỉnh thành miền Bắc. Với khu vực miền Trung, thời tiết tại các tỉnh Bắc Trung Bộ trời cũng giảm mưa và trưa chiều có nắng trở lại. Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Bình Thuận, thời tiết ít biến đổi nhưng cường độ nắng sẽ dịu hơn, nắng nóng tạm thời suy giảm với mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Đợt gió đông hoạt động mạnh hơn trong chiều tối nay, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ nhiều mây hơn, rải rác trên khu vực có mưa rào và dông. Cần hết sức đề phòng với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng tạm thời suy giảm tại các tỉnh thành miền Đông của Nam Bộ. Nhiệt độ trưa chiều tại vùng cao nguyên là 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ ở trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, không khí lạnh suy yếu nhanh toàn biển Đông, trong đó có hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Gió Đông Bắc đến Đông thịnh hành, cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp 4, thời tiết sẽ giảm mưa ở phía Bắc. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, mưa dông tiếp tục xảy ra khiến cho tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nên tàu thuyền cũng nên lưu ý để đảm bảo an toàn. Như vậy, trong hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, hưởng nắng vào trưa chiều. Các khu vực còn lại phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Khối không khí lạnh tăng cường, tuy nhiên do cuối mùa nên sự di chuyển không nhanh. Trong đêm qua đến sáng sớm nay, mưa dông xuất hiện tại vùng núi và khu vực Trung Du, phía Đông Bắc Bộ với cường độ mưa đạt từ 40 đến 70mm. Các tỉnh còn lại thuộc Đồng Bằng và khu Tây Bắc Bắc Bộ mưa muộn hơn, đến sáng nay mưa dông mới bắt đầu lan rộng trên toàn vùng. Với cường độ mưa cũng đạt từ 20 cho tới 50mm trong 6 tiếng, có nơi cao hơn. Do có mưa nên nền nhiệt độ trưa chiều giảm nhanh, thời tiết mát mẻ. Như tại thủ đô Hà Nội, cảm giác oi bức như những ngày vừa qua đã chấm dứt khi nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay chỉ đạt ngưỡng 25 độ, trong khi cùng thời điểm này ngày hôm qua, nhiệt độ lên tới 33 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu nhanh, quá trình hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao cũng không còn, nên Bắc Bộ giảm nhanh đến hết mưa. Từ trưa chiều mai trời có nắng trở lại cùng nền nhiệt độ tăng, cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Trong khi Bắc Bộ giảm mưa thì tại phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trong đêm nay và chiều tối mai do đới gió đông hoạt động mạnh hơn. Người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng tạm thời suy giảm tại các tỉnh thành miền Đông của Nam Bộ trong ngày mai. Mức nhiệt độ trưa chiều tại vùng cao nguyên là 30 đến 33 độ, còn ở Nam Bộ ở trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Bắc đến Đông thịnh hành, cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp 4. Chỉ lưu ý là khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, mưa dông tiếp tục xảy ra khiến tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nên tàu thuyền cũng nên lưu ý để đảm bảo an toàn.